Và Vọng xin được kính chào tất cả các bác. Có một số bác nhắn tin hỏi em rằng trong tầm giá dưới 17 triệu đổ về có chơi được đồng hồ Odo không? Hoặc là dưới tầm giá 17 triệu thì các bác sẽ sở hữu được thương hiệu nào, hình thức như thế nào và tiếng chuông như thế nào? Trong video hôm nay thì em sẽ giải đáp cho các bác bằng những chiếc đồng hồ em quay thực tế, thử chuông thực tế để các bác được xem hình thức, nghe tiếng chuông và biết tầm giá. Em sẽ đi giới thiệu từ thấp đến cao của các bác nhé. Và cái điều quan trọng nhất trong video hôm nay là những chiếc đồng hồ chuẩn bị em gửi tới các bác đều là những chiếc đồng hồ đã được Vang Vọng kiểm tra bảo dưỡng. Và tất nhiên rồi, đều là những chiếc đồng hồ nguyên bản để các bác sở hữu thỏa mãn đam mê. Đầu tiên, một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Đức các bác nhé, đến từ thương hiệu Jaeger, một mẫu thiết kế khá là đẹp đúng không ạ? Nếu mà nhận xét ngoại hình, chiếc đồng hồ này về ngoại hình thì em nhận xét nó còn đẹp tổng thể trên 96-97% về ngoại hình các bác nhé. Mặt tròn này, mặt tròn hai nòng các bác nhé, kính cong mo này. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3615. Bên dưới sở hữu phần kính rào này cùng quả nắp tròn màu đồng xoáy đồng tâm ở bên trong. Có cái cần khóa chuông ở bên trên số 12 các bác nhé. 8 thanh công thép, cùng với đó là một bộ máy vách đồng cực kỳ là đẹp. Nghe qua cái tiếng chuông các bác nhé. Máy nguyên bản, thanh bắt chống máy còn đầy đủ các bác ạ. Đấy là tiếng chuông của chiếc đồng hồ Jaeger. Thông số thì made in Germany, không thể thiếu được rồi. Bản này nó còn vàng ươm thì các bác này. Rồi bây giờ mời các bác cùng em nhìn sang bên cạnh nhá, để xem cái phần thông số cũng như là giá em xin được giao lưu cùng với các bác. Chuyển qua chiếc tiếp theo, em đi từ giá thấp đến cao nhá. Sẽ sở hữu và có cho các bác đây là một chiếc đồng hồ Vodet thùng bè Vân Nu các bác ạ. Mặt bác giác đứng này, kính cong mo còn. Bên dưới kính ngoài tráng gương, kính trong họa tiết vàng cùng quả nắp trắng. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3648. Thùng Vân Nu đối xứng các bác nhá. Nhìn rất là tinh tế và sang trọng đúng không ạ? Mời các bác cùng em đi vào bên trong. Một chiếc Vodet nguyên bản thì không thể thiếu được những phần giấy ghim này, tay cót zin này và các phụ kiện đi kèm, không thiếu cái gì cả. Thông số đây các bác nhá, tên logo thương hiệu này, bộ kim đặc trưng made in France. Và thường thường những chiếc Vodet này sẽ chơi trên bộ công chữ T, cùng với đó sẽ là cái bộ máy 37 các bác nhá, bộ máy vách đồng 37 này. Đây là cái bộ máy nguyên zin. Và xin được thử cái tiếng chuông để các bác được nghe qua tiếng chuông của chiếc đồng hồ Vodet. Đấy là tiếng chuông của chiếc đồng hồ Vodet. Bây giờ mời các bác cùng em nhìn sang bên cạnh xem kích thước cũng như là phần giá giao lưu cùng với các bác. Tiếp tục chuyển qua một số chiếc đồng hồ khác, em sẽ đi lựa chọn cho các bác nhé. Ở đây thì em đang có một chiếc đồng hồ Odo đi. Dưới 17 triệu vẫn chơi được Odo nguyên bản các bác nhé. Và đây là một chiếc Odo đời 62. Em xin phép giao lưu nguyên bản toàn bộ với chiếc đồng hồ này. Thiết kế gọn đẹp, sở hữu một cái phần mặt số hình chữ nhật này. Bên dưới có một cái phần kính trắng gương, có hai đuôi cánh hai bên rất là đẹp đây các bác này. Mở vào bên trong luôn các bác nhé. Và đây là bên trong của chiếc đồng hồ Odo đây. Các bác có thể nhìn cái phần mặt số
Nếu mà nhận xét về cái nét đẹp của bộ mặt số, phải nhận xét nó còn đẹp trên 97%, đúng không các bác? Đời 62, kim nán úa này, tên logo thương hiệu Odo này, thông số made in France, sở hữu một cái phần mặt nắp bát giác, đúng không ạ? Giấy hướng dẫn còn nguyên thì các bác này, rất là ít khi sở hữu được cái phần giấy này các bác nhé. Và tất nhiên rồi, đời 62 sẽ chơi trên cái bộ máy ba vách hoa dâu các bác nhé. Đây là cái bộ máy ba vách hoa dâu đây này. Đấy, gông 121, rất là rõ nét, thanh bát chống máy đầy đủ. Bây giờ em xin được thử qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Odo này chơi lên. Đấy là tiếng chuông chiếc Odo 62 vừa chơi lên các bác ạ. Đặc trưng tiếng chuông 62, độ trong, độ ngân nga, rất là thích đúng không ạ? Chiếc 62 sẽ có cái mã số là 2984. Mời các bác nhìn sang bên cạnh để xem cái phần kích thước cũng như cái phần giá giao lưu cùng với các bác. Tiếp tục chuyển qua một chiếc đồng hồ Verdes khác các bác ạ. Sở hữu thiết kế ngoại hình khác so với chiếc em vừa giới thiệu cho các bác vừa nãy nhé. Hai thiết kế, chiếc vừa rồi là thiết kế thùng vân nu, còn chiếc này sẽ là thiết kế thùng vân sôi. Để các bác có nhiều sự lựa chọn này. Vẫn là sở hữu một cái phần kính cong mò đấy các bác nhé. Đấy, phần kính dưới rất là rộng này, cùng với mặt nắc, đó là mặt nắc màu trắng bạc đồng tâm, khác với chiếc vừa rồi đúng không ạ? Điều bên trong luôn các bác nhé. Và đây cũng là một chiếc đồng hồ Verdes nguyên bản. Các bác có thể nhìn thấy từng chi tiết này các bác này, đầy đủ không thiếu gì nhá. Giấy này, đầu ốc trống này, tay cót này, khóa gông này, thanh bắt chống máy bên trên này. Và tất nhiên rồi, vẫn chơi trên cái bộ gông chữ T. Và cùng với đó là một bộ máy vách đồng máy 37 các bác ạ. Mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc Verdes này chơi lên. Đấy là tiếng chuông của chiếc đồng hồ Verdes thùng vân sồi các bác ạ. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3647. Mời các bác cùng em nhìn sang bên cạnh để xem kích thước cũng như cái phần giá em giao lưu chuẩn xác cùng với các bác. Tiếp tục chúng ta lại tìm kiếm những chiếc đồng hồ tiếp theo các bác nhé. Ở đây thì em lại tiếp tục có một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Đức. Và đây là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu nổi tiếng, đó là thương hiệu đồng hồ Zhonghan. Một chiếc Zhonghan thùng dài, chạm trùm hoa trên đỉnh đấy các bác nhé. Chạm trùm hoa trên đỉnh, thiết kế bên dưới kính rào đây các bác này. Cùng với đó là một cái phần mặt số hình vuông, khá là độc đáo đúng không ạ? Chiếc này sẽ có cái mã số là 3618. Và bây giờ mời các bác cùng em đi vào bên trong. Thùng vân sồi các bác nhé. Đấy, thùng sồi rất là dày dặn và chắc chắn đây các bác này. Mặt số thì rất là đẹp, mặt số trải tia này, bộ kim đặc trưng, không lẫn đi đâu được đúng không ạ? Và các phụ kiện đi kèm thì không thể thiếu rồi. Ba đầu dây luôn các bác nhé, hai đầu dây khóa, một đầu dây xả chuông, tay cót này, khóa gông này, ốc này, đầy đủ. Và tất nhiên rồi, Zhonghan thì sẽ là Zhonghan gông hoa thị các bác ạ. Cùng với đó là cái thanh bắt chống máy đây các bác này. Mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Zhonghan này chơi lên. Đấy là âm thanh của thương hiệu Zhonghan, đặc trưng trên gông hoa thị, độ trong rất là cao và độ ngân nga không thể thiếu. Thế nên là một số bác rất là thích và ưa chuộng Zhonghan gông hoa thị. Thế nên mới có cái câu nói như thế đấy các bác ạ, Zhonghan gông hoa thị nổi tiếng. Đấy, mời các bác nhìn sang bên cạnh xem kích thước cũng như cái phần giá giao lưu chuẩn xác của chiếc đồng hồ Zhonghan này. Và ở đây em tiếp tục lại có cho các bác đó là một mẫu thiết kế thùng bẻ đến từ thương hiệu Giroud các bác ạ. Một chiếc Giroud thiết kế thùng bè được thắt vào giữa các bác nhé, là hay gọi là thùng thắt nơ, vân nu đối xứng đấy ạ. Sở hữu mặt số bát giác nằm có cả ô nịch các bác nhé. Một phần kính dưới thiết kế khá là nhỏ gọn,
vừa đủ cái dao động cùng với cái phần quả nắp các bác ạ. Mở bên trong luôn để các bác được ngắm này. Và đây cũng là một chiếc Giros nguyên bản các bác nhé. Đây là cái phần nịch đây các bác này. Tên logo thương hiệu Giros này. Rất là đầy đủ đúng không ạ? Đặc trưng. Chiếc này em không nhầm thì nó chơi được âm thanh của hai bản nhạc các bác ạ. Bộ máy vách đồng đây các bác nhé. Hai thanh bắt chống máy đây các bác này. Củ gông ghi rất là rõ thông số này. Canon Giros này các bác này. Đấy, được sản xuất tại vùng đất Mobile Jura này các bác này. Bên trong cũng có tên logo thương hiệu Giros này các bác này. Rất là tỉ mỉ đúng không ạ? Một quả nắc trắng đây các bác nhé. Khóa gông còn đầy đủ này. Mời các bác thưởng âm qua cái tiếng chuông bằng chiếc Giros này chơi lên. Đấy là âm thanh Giros trên cái bộ gông đồng các bác ạ. Đấy, độ trầm đúng không ạ? Đồng thì sẽ có độ trầm. Và đây cũng là một chiếc Giros nguyên bản đấy ạ. Toàn bộ từ thùng, mặt số, máy, gông. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3022. Mời các bác nhìn sang bên cạnh để xem cái kích thước cũng như là phần giá giao lưu cùng với các bác. Em đi kiếm thêm cho bác một mẫu đồng hồ nữa. Với cái tầm giá dưới 17 triệu để các bác dễ lựa chọn nha. Đây thì là đều là Odo hết rồi. Odo thì sẽ có giá trị hơi cao một chút. 54, 62, 30 này. Rồi ở đây thì đây, chọn luôn cho các bác chiếc Giros nằm ở giữa đi. Một chiếc Giros thiết kế thùng dài độc đáo các bác nhé. Mặt tròn này, nắp tròn vàng. Và thiết kế không giống chiếc nào cả các bác ạ. Đôi khi một số bác thích thiết kế độc đáo thì chọn ngay cho em chiếc đồng hồ Giros này. Và đây cũng là một chiếc em xin phép giao lưu nguyên bản. Mặt tròn các bác nhé. Kính dưới rất là rộng này, cùng quả nắc vàng. Mã số là 2873. Mời các bác cùng em đi vào bên trong. Đây các bác nhá. Cánh cực kỳ là dày dặn đấy các bác này. Đấy, bẻ cong phần mái rất là điệu đà này. Đây các bác này, mặt số tròn các bác nhá. Nền vàng mỡ cà nhìn đẹp khỏi mê luôn. Hai bản nhạc. Phụ kiện thì không thể thiếu một cái gì cả. Nắc này, xong đến cái khóa gông các bác này. Còn cả thông số người ta viết đây các bác này, dòng chữ gì đấy. 8 gông nhé, 8 gông 8 búa đều chơi gông đồng. Và bộ máy vách đồng đấy các bác nhé. Một bộ máy nguyên bản đã lau dầu rồi. Nghe qua cái tiếng chuông ở chiếc Giros này các bác nhé. Tiếng chuông tương tự chiếc Giros em vừa thử cho các bác đúng không ạ? Khác mỗi là cái phần mặt số này, mặt nắp cũng cái thiết kế thùng thôi. Đấy, khác nhau như thế đấy các bác ạ. Đôi khi đồng hồ chỉ hơn nhau hoặc là thua nhau về ngoại hình bên ngoài đấy các bác ạ. Giống như kiểu cái áo các bác mặc ấy. Mời các bác nhìn sang bên cạnh xem kích thước cũng như phần giá giao lưu cùng với các bác. Và vừa rồi em đã gửi tới các bác một số mẫu đồng hồ đẹp nguyên bản với cái tầm giá dưới 17 triệu để các bác sở hữu. Bác nào thích chiếc đồng hồ nào thì đọc giúp em cái phần mã số nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.